Ờ, chính là hợp lý phết. Em thấy nó cũng như nhau mà lại rẻ lên mấy trăm. Vâng. Nó xanh nhau tí, cái này chưa dọn dẹp gì cả. Dạ. 2 triệu 8. Không có cái này thì an tâm là không. Vâng. Giờ em chỉ cần cần cái diện tích như này thôi, chả cần nhiều quá. Cái này quá rộng. Quá rộng luôn. Phòng gì kia sao rộng hơn tí nên là đắt hơn ạ? Đúng rồi. Vâng. Rộng hơn tí. Vâng. Cái này là tiếng rời mà. Không ra không biết được cái cửa sổ nhìn ra ngoài nữa. Ra ngoài đấy, cái tầng này trắng cái bên kia nhưng mà lên trên nữa thì nó là tiếng rời. Lại tiếng rời. 3 triệu 8 này.